Đứt dây hãm dương vật có tự lành được không? Khi bị đứt dây hãm bao quy đầu, biểu hiện rõ nhất là cảm giác rất đau và chảy máu cục bộ tại vị trí đứt. Đa phần nguyên nhân là do quan hệ thô bạo, thủ dâm sai cách, cấu tạo dây hãm ngắn, mỏng, quá dày hoặc bị dài, hẹp, ngạt mà không được xử lý sớm. Một số trường hợp dây hãm dương vật bị đứt vẫn có thể tự lành, nhưng nếu không biết cách sơ cứu hoặc can thiệp kịp thời sẽ khiến quy đầu dương vật bị nhiễm trùng, để lại sẹo lớn. Không ít trường hợp dây hãm dương vật bị đứt và không tự lành được gây ra nhiều vấn đề nguy hiểm khác như đau đớn, gây tâm lý lo sợ đứt rách bao quy đầu lặp lại, né tránh chuyện tình dục, tạo thành các vết sẹo lớn, mất thẩm mỹ, hơn nữa khiến dương vật bị co ngắn, chiều dài giảm và đầu dương vật cong hơn trước, gây khó quan hệ tình dục. Vết đứt rách tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, tấn công và gây viêm nhiễm ở bao quy đầu. Nếu thấy dây hãm dương vật bị đứt, nam giới nên liên hệ trực tuyến để được hướng dẫn sơ cứu qua và nhanh chóng đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được giúp đỡ thực hiện nối lại dây hãm.